thị dẫn địa lý. Bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký mất bảo hộ thương hiệu. Phải mất 200 năm, cùng sự gìn giữ tiếp nối của biết bao thế hệ qua những thăng trầm của lịch sử, người dân trên đảo Ngọc Phú Quốc mới có thể tạo nên được thương hiệu nước mắm truyền thống đi sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng. Đây cũng là thương hiệu hiếm hoi của Việt Nam được châu Âu bảo hộ về chỉ dẫn địa lý. Thành quả này có được sau 6 năm nỗ lực trong hành trình đi tìm lại thương hiệu. Cà phê Buôn Ma Thuột được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cho sản phẩm cà phê nhân từ năm 2005, nhưng thương hiệu này đã bị một doanh nghiệp nước ngoài đăng ký bảo hộ. Và nhiều các loại nông sản đặc trưng, chiến lược thành công với thị trường trong nước nhưng lại chủ quan khi đi ra quốc tế. Điều này đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về vai trò của bảo hộ thương hiệu cho nông sản Việt Nam trên thị trường xuất khẩu. Theo tôi, cái vấn đề xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam hiện nay nó đang có mấy cái điểm được coi là tồn tại, được coi là hạn chế. Cái điểm thứ nhất đó là bản thân từng cái cơ sở sản xuất và kinh doanh đối với nông sản cũng chưa có một cái nhận thức thực sự sâu sắc, thực sự cần thiết về cái vai trò và sự cần thiết phải xây dựng thương hiệu. Dẫn đến tình trạng đó là còn quá nhiều các cái doanh nghiệp, đặc biệt là cái doanh nghiệp với quy mô chưa lớn, người ta chưa quan tâm đến vấn đề bảo hộ cho các yếu tố liên quan đến thương hiệu, xác lập cái yếu tố bảo hộ, đặc biệt là đăng ký bảo hộ tại những thị trường nước ngoài. Và bản thân họ cũng chưa có cái nhận thức đầy đủ, cho nên chưa có được một cái chiến lược mang tính dài hơi cho cái phát triển thương hiệu cho nông sản. Cái mà vướng mắc nhất hiện nay là vấn đề kiến thức. Là vấn đề kiến thức và kinh nghiệm để hiểu biết về những cái vấn đề cơ bản, căn bản của pháp luật nước ngoài. Khi mà xử lý các vấn đề pháp lý, đặc biệt là liên quan đến vấn đề thương hiệu, vấn đề sở hữu trí tuệ, vấn đề bản quyền ở nước ngoài, thì cái đó có lẽ là một cái điểm yếu lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Theo thống kê của Cục Sở hữu Trí tuệ, hiện nay đã có khoảng hơn 20% nhãn hiệu nông sản Việt Nam được đăng ký. Song tình trạng các nhãn hiệu hàng hóa bị xâm phạm ngày càng tăng. Chưa kể, bảo hộ sở hữu trí tuệ có một nguyên tắc cơ bản là bảo hộ theo lãnh thổ. Vì vậy, nhãn hiệu của chúng ta được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì chỉ có giá trị bảo hộ tại Việt Nam, không được bảo hộ tại lãnh thổ nước ngoài. Khi mà các doanh nghiệp mà bị đăng ký cái nhãn hiệu này thì là sẽ rất là khó có khả năng là xuất khẩu những cái sản phẩm của mình dưới chính cái nhãn hiệu của mình, sở hữu của mình ở trong nước nữa. Đấy, hoặc là sẽ phải chia sẻ lợi ích, hoặc là sẽ phải mua lại cái thương hiệu đó, mua lại cái bảo hộ nhãn hiệu đó ở thị trường xuất khẩu với một cái giá trị rất là chi phí rất là tốn kém so với việc là các doanh nghiệp này chủ động đi đăng ký cái bảo hộ nhãn hiệu của mình ở trên thị trường xuất khẩu chủ lực của mình. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi thường nói rằng là gì, là xây dựng phát triển thương hiệu của mình, của các doanh nghiệp đã khó, tuy nhiên là bảo vệ và quản trị cái thương hiệu của mình còn khó hơn, bởi vì nó tạo ra một cái yếu tố là phát triển bền vững cho thương hiệu của doanh nghiệp. Trong thời gian vừa qua, nhìn lại các cái vụ việc thì chúng ta thấy là rất nhiều các cái nông sản, rất nhiều các cái thương hiệu của Việt Nam chúng ta bị nước ngoài người ta đăng ký trước. Điều đó rõ ràng là bản thân các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta chưa có sự chủ động, chưa có cái tính toán mang tính chiến lược. Không có nghĩa rằng hôm nay chúng ta xuất khẩu vào thị trường này rồi thì chúng ta mới tiến hành đăng ký. Rõ ràng chúng ta có ý định xuất khẩu thì chúng ta sẽ phải tiến hành đăng ký bảo hộ cho những yếu tố liên quan đến thương hiệu tại những cái khu vực thị trường đó trước, chứ không phải đến lúc chúng ta đã xuất khẩu rồi. Có rất nhiều cái thị trường nó quy định rất là chặt chẽ về vấn đề này. Nếu như anh không đăng ký trước, nếu như anh không có cái nhãn hiệu chính thức thì chưa chắc anh đã được vào thị trường. Cho nên đây là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó liên quan đến cái tư duy chiến lược của chính các cái cơ sở sản xuất và kinh doanh nông sản của Việt Nam chúng ta. 5% doanh số là một con số quá ít ỏi dành cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong số 80% doanh nghiệp hiện nay. Và chỉ khi phải đối đầu với cuộc chiến dai dẳng, mệt mỏi khi sản phẩm bị xâm hại về thương hiệu khi xuất khẩu ra nước ngoài, doanh nghiệp mới thấm thía những thiệt hại phải gánh chịu là cực kỳ lớn so với chi phí đăng ký độc quyền bảo hộ. Cái tổn thất lớn nhất ý, của doanh nghiệp khi mà xuất khẩu hàng ra nước ngoài mất thương hiệu ý, thì là mất thị trường. Là mất thị trường. Có nghĩa là chúng ta sẽ đối diện với một câu chuyện rủi ro lớn nhất là không xuất hàng vào thị trường nó được.
Bởi vì nếu xuất vào thì người khác người ta kiện. Kiện và chúng ta phải đối mặt với vô số những rủi ro pháp lý như bồi thường thiệt hại, bị chặn tại hải quan, đúng không ạ? Thậm chí nếu nặng hơn là dính cả vấn đề về hàng giả. Đấy, bị xử lý trách nhiệm rất là nặng nề. Thế thì đấy là cái tai hại lớn nhất khi mà chúng ta mất thương hiệu ở thị trường nước ngoài. Tôi cho rằng là cái chi phí để chúng ta thực hiện việc đi đòi lại thương hiệu ở thị trường nước ngoài bị mất ở nước ngoài ấy, đặc biệt là thị trường Mỹ, là rất tốn kém. Năm 2019, gạo ST25 được trao giải gạo ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi World Best Rye do The Rye Trader tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên một loại gạo của Việt Nam được nhận giải cao nhất của cuộc thi này sau 11 lần tổ chức, đã tạo nên một cơn sốt truyền thông trong nước và quốc tế. Ngay sau đó, ST25 luôn trong tình trạng cháy hàng tại các siêu thị vì sự săn đón của người tiêu dùng. Thế nhưng, đầu năm 2021, ST25 là cái tên được đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ bởi 5 doanh nghiệp xa lạ trước sự ngỡ ngàng và lúng túng của chính đơn vị đã khai sinh ra nó. Gạo ST25 là giống lúa đã được đăng ký cấp bằng bảo hộ giống cây trồng số 21VN2020 theo quyết định số 45QDTT-VPBH ngày 6 tháng 3 năm 2020 của Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là quyền cấp cho chủ bằng bảo hộ này chỉ có hiệu lực ở Việt Nam theo khoản 1 điều 169 Luật Sở hữu trí tuệ. Có nghĩa là nếu như chủ bằng bảo hộ khi xuất khẩu giống gạo này ra nước ngoài thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Cái bảo hộ đây là chỉ bảo hộ về giống cây trồng, chứ không bảo hộ những cái sản phẩm được sản xuất từ các loại giống cây trồng sản xuất ra. Ví dụ như gạo ST25, ở đây cái bằng bảo hộ đây bảo hộ về giống lúa ST25, chứ không phải là bảo hộ về giống, về cái hạt gạo ST25, cũng như cái thương hiệu hạt gạo ST25. Ta phải nói là có những cái phân biệt rất rõ ràng như vậy. Cái hệ thống pháp luật của thế giới về bảo hộ sở hữu tuệ, nó có một cái tính chất là tính chất quốc tế hóa rất cao, và nó nằm trong cái bộ chuẩn mực ở trong cái hiệp định về các khía cạnh có liên quan đến thương mại của quyền sở hữu tuệ. Cho nên là một nhãn hiệu mà anh được bảo hộ ở Việt Nam ấy, thì luật nước ngoài người ta cũng có một cái đạo luật tương ứng với nhãn hiệu. Sáng chế nước ngoài người ta có, Việt Nam chúng ta cũng có. Thưa quý vị, câu chuyện thương hiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký mất là câu chuyện không mới. Chúng ta đã có rất nhiều bài học cho việc này. Đơn cử như bài học của cà phê Trung Nguyên, kẹo dừa Bến Tre hay là nước mắm Phú Quốc bị nước ngoài đăng ký mất thương hiệu, sau đó thì chúng ta phải trải qua quá trình đấu tranh pháp lý rất là phức tạp, tốn nhiều tiền của. Gần đây nhất là câu chuyện gạo ST25 bị doanh nghiệp Mỹ đăng ký bảo hộ thương hiệu. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò của thương hiệu trong kinh doanh thương mại quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đề cập đến vấn đề này qua cuộc trao đổi với ông Trần Lê Hồng, là Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin cảm ơn ông Trần Lê Hồng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, khi mà cái câu chuyện gạo ST25 ấy của chúng ta bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký mất thương hiệu thì lúc đó thì cảm nghĩ của ông như thế nào ạ? Đối với cái sản phẩm ST25, nó có một cái vấn đề chung như vậy, nhưng dẫu sao thì tôi vẫn cảm thấy có một cái điều gì đó rất là nuối tiếc, bởi vì như chúng ta biết rằng đó cũng là một cái niềm tự hào của người Việt, bởi vì chúng ta có khả năng phát triển được những cái sản phẩm giống chất lượng cao ở trên thế giới và được thừa nhận ở trên thế giới, nhưng chúng ta lại không có được một cái kế hoạch phù hợp để giữ những cái sản phẩm như vậy làm cái cơ sở cho cái việc phát triển cái hoạt động kinh doanh của chúng ta, thì đấy quả là một điều đáng tiếc. Thưa ông, hiện nay khi mà các doanh nghiệp tham gia xây dựng cái thương hiệu ấy, thì còn gặp phải những cái khó khăn như thế nào ạ? Khi nói đến vấn đề phát triển thương hiệu hiện nay thì tôi nghĩ rằng là cái khó khăn đầu tiên đấy là doanh nghiệp chưa có những cái kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp và bài bản. Để có thể phát triển được thương hiệu thì trước tiên doanh nghiệp phải hiểu được rằng cái đối tượng của họ là các cái sản phẩm đó, nó có một cái kế hoạch để vươn ra thị trường thế giới như thế nào, với lộ trình ra sao,
và trên cơ sở cái kế hoạch kinh doanh đó thì lúc đó chúng ta mới tính đến cái kế hoạch phát triển thương hiệu. Và kế hoạch phát triển thương hiệu đó nó mới xác định rõ rằng chúng ta cần phải đi đăng ký đối với các thị trường nào, vào thời điểm nào là phù hợp nhất. Và trên cơ sở đó thì chúng ta mới có thể xác định được là giữ được thương hiệu của chúng ta ở những thị điểm trọng điểm mà chúng ta mong muốn. Và một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở cái thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam, đấy là trong rất nhiều trường hợp các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn kinh doanh cũng khá là nhỏ lẻ. Bởi vì nếu như cái quy mô của cái hoạt động sản xuất nó mà không đủ lớn thì tất cả những cái hoạt động đi kèm theo nó cũng sẽ bị hạn chế. Và như chúng ta thấy rằng cái việc phát triển thương hiệu nó là một cái hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp rất là cao, đòi hỏi chi phí đầu tư và phải có một cái sự như chúng ta tạm gọi là cũng có một cái sự phân công chuyên môn hóa trong chính bản thân cái doanh nghiệp đó để thực hiện các hoạt động chuyên môn này, thì các doanh nghiệp của Việt Nam rất hạn chế về các cái góc độ đó. Chính vì lý do này cho nên chúng ta thấy rằng là Việt Nam đang có những cái khó khăn nhất định đối với các cái doanh nghiệp khi mà phát triển thương hiệu ra nước ngoài. 700 triệu là bản quyền giống lúa TH3-4. 5 tỷ đồng là bản quyền giống lúa TH3-5 được bán cho doanh nghiệp Mahico của Ấn Độ. 10 tỷ đồng là bản quyền giống lúa TH3-3 được bán cho doanh nghiệp Cường Tân tại Nam Định từ cách đây 13 năm. Công ty giống cây trồng Trung ương đã trả cái TH34 là 700 triệu tôi bán đầu tiên. Sau đấy thì đến TH33 là cái giống nó ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng vừa phải và chống chịu được sâu bệnh khá là tốt. Cho nên tôi nghĩ là cái này bản quyền phải cao hơn và tôi đã bán được cho công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Tân ở Nam Định ấy là 10 tỷ. Đấy là một cái gọi là đột phá đầu tiên của chúng tôi về cái công tác là phải xây dựng bản quyền cho giống. Và từ đấy thì cái thương hiệu TH của chúng tôi là tiếp tục phát triển. Thế đến năm 2012 thì TH35 là vì cái thời gian sinh trưởng nó sấp xỉ như hai cái giống lúa trước, cho nên cái cạnh tranh trên thị trường nó khó hơn, cho nên chúng tôi hạ giá hơn là bán có 5 tỷ thôi cho công ty Mahico của Ấn Độ. Câu chuyện thương hiệu và bảo vệ thương hiệu đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Trâm, một trong những nhà chọn tạo giống lúa nổi tiếng của Việt Nam, bắt tay vào thực hiện từ nhiều năm trước. Theo bà, nhà khoa học phải đi đến cùng với thương hiệu giống lúa của mình. Ngoài việc giữ được thương hiệu thì chất lượng của giống mới được đảm bảo. Một giống mới được ra ấy, thì tác giả chắc chắn là phải bảo vệ cái thương hiệu của mình. Nếu không ấy, thì sẽ có người khác người ta lấy cắp hoặc người ta đăng ký mất của mình. Mà đến khi mà đã đăng ký mất rồi thì mình người ta đăng ký trước thì mình không làm nào để mình bảo vệ lại được cả. Chứ nếu mà ta đưa một giống ra, ta không bảo vệ thương hiệu của nó thì cái đấy nó sẽ rất nhanh bị thoái hóa. Chứ cái giống cây trồng nó gọi là tiếp xúc trực tiếp với điều kiện ngoại cảnh. Thế thì năm nay nó ở vùng này, sang năm nó ở vùng khác. Nếu mà mình không đi theo nó đến cùng ấy, thì nó sẽ bị thoái hóa. Và như vậy bản thân cái giống ấy nó sẽ giảm giá trị của nó đi. Hai cái điều đấy là hết sức quan trọng cho cái việc là phải bảo vệ thương hiệu của một giống cây trồng mới. Xác định thương hiệu là mục tiêu sống còn từ những ngày đầu tiên khi mới thành lập, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình đã tập trung đầu tư vào xây dựng thương hiệu một cách bài bản, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như tiềm lực về tài chính. Doanh nghiệp muốn kinh doanh được, hàng hóa thì phải có thương hiệu. Vì vậy cho nên doanh nghiệp phải gắn được cái doanh hiệu, cái thương hiệu của doanh nghiệp với thương hiệu của sản phẩm, nó phải đi liền với nhau. Anh kinh doanh cái gì? Một doanh nghiệp có thể kinh doanh nhiều loại nông sản, nhưng mỗi loại nông sản thì lại có những cái thương hiệu khác nhau. Trong lúa gạo cũng có rất nhiều loại thương hiệu. Vì vậy cho nên cái việc xây dựng thương hiệu đối với nông sản và đối với doanh nghiệp là điều không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Tất cả những cái lúc đầu thì rất là khó, nhưng mà mình xác định được là việc xây dựng thương hiệu đó buộc phải làm. Cho nên mình có những cái việc mà chúng tôi phải thuê cả cái tư vấn của Mỹ nào, thì đó là cái việc mà cái khó khăn. Cái khó khăn thứ hai á, đó là làm cách nào để bảo vệ thương hiệu. Xây dựng rồi thì làm cách nào bảo vệ được, bảo vệ thương hiệu.
thì phải anh căn cứ vào luật pháp, căn cứ vào quy định quốc tế, căn cứ vào quy định pháp luật của Việt Nam để mình có một cái đăng ký và bảo hộ của mình để đảm bảo được cái sản phẩm của mình, cái thương hiệu của mình không bị mất. Rồi cái thứ ba đó là làm thế nào để bảo vệ được khi mà bị mất thương hiệu, khi bị làm giả thương hiệu hoặc là lợi dụng thương hiệu nổi tiếng của mình để người ta kinh doanh. Cho đến nay, sau nhiều năm kiên trì trong phát triển thương hiệu, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình đã trở thành một trong những tập đoàn dẫn đầu về công nghệ giống cây trồng trên cả nước với những bộ giống lúa nổi tiếng. Cho đến nay, tập đoàn đã có định hướng phải bảo hộ những sản phẩm của mình tại nước ngoài khi tham gia hội nhập quốc tế. Chúng ta mới có đăng ký bảo hộ trong nước thôi, chúng ta đang chưa đăng ký bảo hộ nước ngoài, thì tới đây chúng ta phải lo cái việc này. Bởi vì thực ra đăng ký bảo hộ ở nước ngoài nó cũng không phải là đắt, nhưng vấn đề chúng ta không quan tâm thôi. Nhưng khi chúng ta đã bị đăng ký mất rồi, chúng ta lấy lại được thì chi phí nó phải đắt hơn rất rất nhiều lần cái đăng ký ban đầu. Cho nên các doanh nghiệp càng phải quan tâm đến việc đăng ký bảo hộ những cái sản phẩm của mình, những cái thương hiệu của mình ở nước ngoài, đặc biệt những thị trường chúng ta nhắm tới, ví dụ như châu Âu, ví dụ như Mỹ, ví dụ như Nhật Bản hay Trung Quốc, thì cái việc đó là việc mà chúng ta phải quan tâm. Thưa ông, vậy thì theo ông, các doanh nghiệp trong nước cần phải lưu ý như thế nào về việc bảo hộ nhãn hiệu nông sản tại thị trường nước ngoài nói chung và Hoa Kỳ nói riêng ạ? Trước tiên, doanh nghiệp hay là những cái nhà sản xuất nông nghiệp cần phải hiểu được rằng vấn đề thương hiệu, kể cả trong trường hợp khi họ có kinh doanh các cái sản phẩm thô, thì vẫn luôn là một cái minh chứng gắn kết giữa người sản xuất với cả người tiêu dùng. Và chỉ khi mà chúng ta nhận thức được cái trách nhiệm của mình về khẳng định đối với cả cái uy tín của sản phẩm gắn giữa mình với cả người tiêu dùng, thì lúc đấy chúng ta mới thấy rằng là câu chuyện thương hiệu nó có thể thực hiện được và nó sẽ hỗ trợ rất là lớn cho quá trình kinh doanh. Cho nên ở đây cái điều quan trọng là chúng ta cũng phải có một cái hiểu biết nhất định trong cái hoạt động phát triển thương hiệu, để từ đó chúng ta trao đổi và cùng với cả các cái doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ giúp cho chúng ta đăng ký nhãn hiệu làm căn cứ cho vấn đề phát triển thương hiệu ở thị trường nước ngoài. Để mà tạo dựng được thương hiệu cho riêng doanh nghiệp của mình thì chúng ta cũng cần phải nâng cao hiểu biết, đúng không ạ? Nâng cao nhận thức và hiểu vai trò của thương hiệu có ý nghĩa như thế nào. Đồng thời là nhận thức của chúng ta phải rõ để mà làm sao mà phát triển thương hiệu theo một cách nó hoàn thiện nhất. Thưa ông, khi mà các doanh nghiệp nông sản của Việt Nam bị mất thương hiệu thì khả năng giành lại quyền sở hữu trí tuệ của nông sản Việt Nam tại thị trường nước ngoài có khả thi không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ phải bàn đến từng trường hợp cụ thể. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng là cái khả năng để có thể lấy lại được các cái thương hiệu đó thì có thể nói rằng một cái tỷ lệ cũng không quá cao. Bởi vì như tôi nói rằng là khi chúng ta kinh doanh thì các cái doanh nghiệp đi đăng ký các cái nhãn hiệu để phát triển thương hiệu cho Việt Nam, họ cũng khả năng là kinh doanh những sản phẩm như thế và họ có cái hoạt động kinh doanh thực tế. Vậy thì chỉ trừ những trường hợp đặc biệt được quy định trước ở trong các điều quốc tế cũng như là trong pháp luật của các nước sở tại khi mà đăng ký thì chúng ta mới có khả năng đòi lại. Và trong cái trường hợp đó thì chúng ta có thể dễ dàng để đòi lại được. Nhưng còn những cái trường hợp khác, nếu như giả sử như chúng ta thấy rằng kể cả những cái sản phẩm ví dụ như là nước mắm Phú Quốc, nếu như chúng ta không có một cái căn cứ gì khác hơn, nếu họ cũng kinh doanh những cái sản phẩm nước mắm như vậy ở thị trường nước ngoài, thì lúc đấy quả thực đấy là một cái bài toán khó cho Việt Nam. Bởi vì chúng ta đã không thực hiện tất cả những cái yêu cầu theo quy định của pháp luật nước sở tại, cũng giống như là họ đăng ký ở tại Việt Nam. Nếu họ không thực hiện, họ cũng không thể đòi lại được những cái nhãn hiệu mà các cái doanh nghiệp của Việt Nam có thể là vô tình cũng đã đăng ký đấy. Thưa ông, qua câu chuyện này thì chúng ta thấy là thương hiệu của doanh nghiệp tạo dựng nên thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm giữ và bảo vệ nó. Vậy từ câu chuyện của gạo ST25 và những nông sản trước đây đã bị đánh mất thương hiệu thì chúng ta cần rút ra những cái bài học như thế nào? Ở đây khi mà chúng ta nói đến cái hoạt động kinh doanh thì cái cách thức tốt nhất để chúng ta có thể xây dựng phát triển được thương hiệu đấy là cách thức tích cực. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải chủ động trong tất cả các cái hoạt động này. Nếu như chúng ta không chủ động trong hoạt động về xây dựng phát triển thương hiệu thì không bao giờ chúng ta có thể theo kịp được cái sự phát triển của thị trường. Và nhất là những cái đối thủ cạnh tranh của chúng ta thì họ cũng là những người mà rất sành sỏi, và đặc biệt là nếu như họ lại còn có dụng ý xấu chẳng hạn thì lúc đấy họ lại còn nghiên cứu
và tìm hiểu về các vấn đề này trước chúng ta rất là nhiều. Chính vì lý do này, cái cách tích cực của các cái doanh nghiệp Việt Nam đấy là chúng ta phải tích cực trong vấn đề về xác định nhu cầu, tích cực trong vấn đề về nghiên cứu các cái quy luật của thị trường, tích cực trong vấn đề về tìm hiểu về thị trường, tích cực trong vấn đề về làm sao để có thể xây dựng được một cái quy trình trong cái nội bộ doanh nghiệp để làm rõ về cái cách thức triển khai, trong đó có cái nhu cầu về đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài và xây dựng các cái thương hiệu dựa trên những cái nhãn hiệu đã được đăng ký ở nước ngoài đó. Phải khẳng định rằng là tất cả những cái tài sản trí tuệ đấy, hay là nói cách khác là cái việc mà bảo hộ nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp ở trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế, thì nó tạo ra cái tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, và cái tài sản này nó thuộc về doanh nghiệp chứ không phải là tài sản này là của nhà nước hay của chính phủ. Chính vì vậy cho nên là phải khẳng định rằng là trách nhiệm đầu tiên trong cái việc là bảo vệ tài sản của mình là doanh nghiệp. Tuy nhiên thì đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian qua đấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là các cơ quan liên quan từ như là Bộ Khoa học Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, rồi thì là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi thì là Bộ Công Thương đã có những cái sự cố gắng tối đa, nỗ lực hết sức trong việc là nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, cho người nông dân, cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực là xuất khẩu nông sản, về cái ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc là bảo vệ thương hiệu nói chung và bảo vệ tài sản trí tuệ nói riêng liên quan đến là thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam. Khi nghiên cứu thị trường xuất khẩu, một trong số những yếu tố quan trọng nhất là phải hiểu được các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu. Bởi trước khi xuất khẩu, các doanh nghiệp ít nhất phải đảm bảo được rằng sản phẩm của mình tuân thủ các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu và không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trên thị trường đó. Tất cả những điều đó để chứng minh khả năng giành lại quyền thương hiệu của nông sản Việt Nam nếu bị đánh mất trên thị trường quốc tế. Hiện nay nó có hai cái nguyên tắc căn bản nhất của luật nhãn hiệu ở tất cả các nước. Cái nguyên tắc số 1 là gì? Là anh nộp đơn đăng ký được cấp bảo hộ ở lãnh thổ nào thì anh chỉ được bảo hộ ở đó thôi. Bất kể cái quốc gia nơi anh có quốc tịch đó, người ta có tham gia các hiệp ước, các hiệp định hoặc các công ước gì vân vân, thì điều đó cũng không làm thay đổi thực tế cái thực trạng rằng là cái quyền của anh nó chỉ giới hạn theo lãnh thổ mà anh đăng ký. Thì đấy là một cái vấn đề căn bản nhất cần phải lưu ý. Vấn đề thứ hai là vấn đề mà cái quyền ưu tiên của anh. Cái quyền ưu tiên của anh nó vô cùng quan trọng. Ở những lãnh thổ mà cái ngày ưu tiên của đơn ý, nó phụ thuộc vào ngày nộp đơn đầu tiên. Ngày chúng ta nộp đơn nó sẽ xác lập được cái quyền ưu tiên cho ta. Cho nên là nhiều doanh nghiệp nộp trễ hoặc trì hoãn hoặc là do dự không nộp đơn ý, thì đấy là rất bất lợi. Thế cho nên vì hai cái căn nguyên đó cho nên phải đặc biệt chú ý là gì? Là nếu có thị trường là phải nộp đơn sớm. Phải nộp đơn sớm, đấy là cái quan trọng. Thì trong một số trường hợp mình sử dụng cái đó thì mình có thể thắng, mình có thể giành lại quyền của mình ở lãnh thổ đó. Cũng theo luật sư Lê Quang Vinh thì phần lớn doanh nghiệp Việt Nam hiện nay mới chỉ coi việc bảo hộ thương hiệu như một khoản chi phí chứ chưa phải một khoản đầu tư lâu dài. Điều đó sẽ dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc khi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường nước ngoài. Chúng ta phải cho rằng tất cả gia tài mà chúng ta có ấy, nó đều nằm trong thương hiệu hết. Nên đừng bỏ lỡ nó, đừng có chủ quan, đừng có khinh địch. Bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta tích lũy, công sức chúng ta, thành quả chúng ta đều tích lũy trong thương hiệu. Thế thôi. Cho nên khi chúng ta nhìn được vấn đề nó quan trọng, chúng ta sẽ thấy tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ. Tại sao nó quan trọng như thế? Cái thứ hai là chúng ta phải nên coi câu chuyện nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu ở các thị trường mục tiêu của chúng ta, nó giống như một khoản đầu tư. Đừng coi nó là một khoản chi phí. Đấy, bởi vì sau này nó sẽ rất có lợi ích, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hàng nhiều chục nghìn đô trong trường hợp chúng ta đi đòi mà còn chưa chắc chúng ta đã đòi được. Như ông nói, mỗi một doanh nghiệp khi mà muốn phát triển xây dựng thương hiệu của mình thì cần phải nâng cao nhận thức cũng như tìm hiểu kỹ về cả quy trình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có nhiều doanh nghiệp hiện nay người ta chưa quan tâm hoặc là chưa hiểu rõ về cái thủ tục đăng ký thương hiệu nông sản. Vậy ông có thể giới thiệu về quy trình đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và bảo hộ thương hiệu tại nước ngoài gồm có những cái bước như thế nào ạ? Cái quy trình đăng ký thực ra nó không quá khó khăn.
chúng ta có thể nộp đơn trực tiếp để đăng ký nhãn hiệu ở tại từng thị trường mà chúng ta mong muốn, ví dụ nộp đơn đăng ký tại châu Âu thông qua cơ quan sở hữu trí tuệ châu Âu. Chúng ta có thể nộp đơn trực tiếp ở tại Hoa Kỳ thông qua cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ. Và tương tự như vậy với tất cả các nước khác trên thế giới. Nhưng ở trên thế giới hiện nay có một cái hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu, hệ thống Madrid. Thì hệ thống này cho phép chúng ta nộp một đơn duy nhất thông qua cơ quan sở hữu công nghiệp của Việt Nam, tức là Cục Sở hữu trí tuệ, để yêu cầu đăng ký ở các nước khác nhau trên thế giới. Chúng tôi cũng được biết là chính phủ đã đề nghị các bộ ngành phải quan tâm phát triển thương hiệu gạo Việt Nam nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung, khi mà các doanh nghiệp không có nhiều kinh nghiệm và nguồn lực để đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài. Vậy là một cơ quan chức năng nghiên cứu về vấn đề này thì các ông có những hình thức hỗ trợ như thế nào cho doanh nghiệp ạ? Thực chất là nhà nước đang rất nỗ lực để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Nhưng cái việc đăng ký đó thì nó mới đang chủ yếu là ở thị trường Việt Nam. Còn nếu như để đăng ký ra thị trường nước ngoài thì có lẽ rằng một trong những cái thành công thời gian vừa qua mà chúng ta cũng mới chứng kiến đấy là vấn đề về đăng ký chỉ dẫn địa lý vải thiều lục ngạn ra sang Nhật. Thì đấy cũng là một cái thành công. Chúng tôi luôn có những cái bộ phận tư vấn hỗ trợ, có thể kể cả qua điện thoại, có thể trực tiếp ở tại cơ quan và có thể đến tất cả những cái vùng miền của đất nước và các hội nghị, hội thảo để chia sẻ với bà con về vấn đề chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã và đang ngày một hội nhập sâu rộng hơn vào thương trường quốc tế. Nông sản của chúng ta chỉ có thể có một chỗ đứng vững chắc nếu như tạo dựng được một thương hiệu mang tính ổn định và bền vững. Nhà nước cũng sẽ tạo những cơ chế chính sách thuận lợi hơn để giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận trên con đường hội nhập. Nhưng phía doanh nghiệp thì cũng cần phải tự bảo vệ và khẳng định thương hiệu của chính mình. Nếu làm được như vậy thì các mặt hàng nông sản của chúng ta mới có vị trí xứng đáng ở cả thị trường nội địa và quốc tế.